Bà đẹp thế mà lại giấu đi. Mình quay cái nhật ký của bài ấy, bài nhật ký tranh phố cổ. Đây là bài phố cổ đầu tiên của mỹ thuật Việt. Nên lần này học mở rộng thì thêm các chủ đề mới. Em ra đứng đi, tranh của em ra đứng đi. Đây là bài đầu tiên của Luân. Một trong những cái bài gọi là top đầu đấy. Lúc nào Luân cũng tốt đầu. Tốt đầu đấy. Ngày thế chị. Ác luôn đấy. Không đi tốt đâu. Đấy. Còn bạn này là mới nhập học được mấy hôm, đang học Trần Mây. Bài thắng là đứng tốt mấy nhỉ? Cũng tốt đầu thầy, đang đứng ở đầu. Cũng tốt đầu luôn nhỉ? Ác ấy nhỉ. Đứng đầu đấy đấy không? Rồi. Bài của Duy cũng đầu luôn ấy nhỉ. Bài đầu. Tốp đầu của những người vẽ muộn ấy nhỉ. Không cuối đâu. Nó thuộc dạng dân chơi đấy nhỉ. Người xăm trổ đây mình. Bây giờ cũng học rồi. Đâu. Nhưng mà sai rồi. Đâu, ra nhận cái Trần Mây đi kìa, đứng đi nhắc nó ra nhận cái Trần Mây đi kìa. Nhận. Thụt vào lỗ rồi. Trên mình vừa lỗ thôi. Như ra nhận cái trang kia đi. Đây là quên. À đâu, như đây đi. Không thấy. Không phải của em đâu. Em vừa vẽ ăn gì nữa? Không phải của em đâu. Của ai? Người bức người kia của ai? Người là của Như. Người của Như vẽ Thụy à? Đông Thụy. Nhìn giống phết đi. Nói Thụy mới nhớ ra nhìn bắt đầu có nét giống. Tóc nó đâu nó giống. Thấy cái form mặt. Giật. Đây bài của Thụy đây. Thụy về à? Vâng. Về cùng kia lan chết. Cây gì chết? Lan. À lan chết à? Cho nghiêm cho 4 cây lan đột biến. Thế mà chả cho mình ăn 2 ô. Thế thì lại phải tưới rồi. Chị Hiên này. Đấy. Bài của Hiên. Úi giời ơi. Vẽ hộ đẹp hơn thế này. Cả em vẽ đấy thầy. À em vẽ à? Một chủ. Thầy. À quên. Em vẽ nhỉ? Dung béo, đây là bài Dung béo. Sáng nhau. Chủ yếu là em vẽ đúng không? Thật thì không được, bảo anh em vẽ. Ờ, thế thì cũng mà ngang cướp công quá nhỉ? Ngang cướp công thằng kia. Đến bài thì sáng. Cái bài của Nhung cũng trong bài khá đấy, tốt khá đấy, cái cây cảm giác được nhất đấy. Người đó rồi ạ. Ừ, cái người cũng chỉn chu, cũng sắc nét phết. Toàn nam danh đến Tú thôi. Ờ được, đứng ra coi xem Tú không nào. Không đúng, vẽ không đúng. Không đúng sự thật. Nam danh như Tú thì đứng ra đây xem nó có thanh với Tú không hay là nó tròn. Đây. Gì ra cho thầy quay. Gì hết mực. Bài này của anh Biển cũng khá, trong top bài đẹp. Bài này là bài xuất sắc nhất của anh ấy từ trước giờ. Đúng không? Bài này cảm giác là xuất sắc nhất này. Cái cây cũng được, nói chung tổng thể thì cái chất cũng được. Đất hoài cổ. Tỷ lệ người cũng tương đối. Nguyên. Bài Thảo. Đẩn dịch cái bài Thảo ra đây một tí cho bài anh Điển dịch vào này. Em dịch vào. Kéo dịch vào. Đó. Đấy được rồi. Bài Thảo cũng đẹp mà đang lên chưa xong. Về à? Cái cây cũng khá rồi. Phần xa và vỉa hè nói chung là được, cái cách bút pháp cũng được. Cách đi bay là cũng tương đối. Còn nhiều chi tiết. Nói chung sang bài phối thì mọi người đều cảm giác là vẽ khá, cảm giác lên tay.
Bài của Nghiêm thì là bài này là chính xác là xong đầu tiên của lớp, gần như là xong đầu tiên. Xong rồi về quê mất 2 ngày. Cũng mà trong top bài đẹp, bút pháp được. Bút pháp cảm giác là rất là mạnh bạo nhất lớp luôn đấy. Tạt, tạt bay là ghê gớm. Cái ông kia nhìn râu ria gớm quá nhỉ. Cái ông đứng ở xe đạp kìa. Đi vào đây. Bài này của Binh thì bạn này nghỉ học nhiều quá. Nhưng mà nhìn cái tổng thể thì cũng khiêu phết. Nhìn cái phần là cái xa xa cái nhìn như cái nhà tù nhỉ, bức tường cao cao có cái cửa sổ. nhìn như nhà tù cao quá. Mãi mới thấy cái cửa sổ ở trên. Nói chung chất phố thì cũng được, ra chất phố. Bài này của Đôn. À, cũng là được, Đôn này cũng là tranh thủ vẽ thôi. Ban ngày thì bận đi làm, tranh thủ vẽ tối thôi đấy, và cũng khá. Cái cây hơi tiếc, cái cây thì cây bút pháp thì được rồi, nhưng mà mỗi tội là nó cứ bị dàn trải ra, nó chưa nảy được khối. Với cái phần đường này hơi lát này, cây cũng thế, cảm giác là khối nó chưa được bật nó mới gây hoa. Còn lại cái chất phố với chất bay thì cũng được. Bài này của anh Việt nhỉ? Bài anh Việt này cũng lần bài lần đầu tiên xong sao nhỉ? Phải không anh? Đấy. Được phết đấy. Nhưng mà thiếu hoa này, chấm hoa vào anh. Chấm mấy cái hoa tím tím cho đẹp nhé. Cho kiểu nó nhìn nó tươi, rực rỡ. Hoa trên mái nhà. Hoa trên mái nhà. Người thì tất cả đang ổn, đang hai người kia sao tí hon này. Hai người này bé quá. À đấy, lệch tụt quá. Nhìn như hai đứa trẻ con nhưng không phải. Trẻ con thì đầu nó phải to cơ. Đấy, bài này là tính là đầu tiên là xong là cũng được. Về này là tặng vợ rồi. Đây là của Huy nha, được dỡ phết nha. Được. Huy thì có cái cửa hàng xăm nó hơi cũ tí, hơi đắt nhưng mà chất lượng cũng ổn. Thầy quay ở đây được thầy. Ở đây là anh em ở chỗ bán nước chè nhưng mà đều xăm chỗ hết. Chắc đây là xăm chỗ miễn phí hết à? Không, tiền gái thầy. À, tiền cả. Sao đứa con gái này là tay nó to phết nhỉ? Không nghiêm phép đàn ông như thầy. Gái? Không nghiêm phép đàn ông. Đàn ông mà đàn, anh không bao giờ đi dép kiểu kia. Nhất chất phải đi giày bốt chứ không bao giờ cái loại dép Lào. Lúc ăn ngực xệ xuống kia, tỉa ba con. Đấy, được đấy. Như thế phát huy. Đấy, xăm chỗ ác phết. Thằng này chân ngắn hơn, thằng này tuổi gì? Nhưng mà tay thầy cũng to à thầy? Ờ, tay to nhưng còn chân phải dài hơn thằng này. Bài này nên tổng thể này cũng được. Phần này để cái mảng hơi câm câm thì nó kiểu nó có một tí động như ở bên này thì ok này. Bài thuần này chắc có thảo động bay vào đúng không? Không đấy, 100% luôn đấy. Có không? Không có. Thế bút pháp có ảnh hưởng sao? Không có, ảnh hưởng là gì? Bé cùng nhau nhiều quá rồi. À thế à? Nó cũng là bài hoàn thiện rồi đấy, được đấy. Cái cây này nó chầm chầm nhưng mà nó cũng có cái chất nó thống nhất với này, đam màu. Cũng được. Đấy, có 2 hôm đi ngủ ấy. Ờ, à, thế là được đấy. Đấy. Bài cuối cùng của em học. Thì bài này thì cảm giác là cái độ đậm nót nền nó còn hơi đang nhiều. Thì phải đẩy thêm một chút nữa thì ok cũng là được. Cũng có xa gần, các cái dãy nhà xa gần là ok. Đặc biệt cái cây cũng là khá đấy. Đấy thì còn lại là 3 bài Trần Mây. Còn 3 anh em học Trần Mây là đang cứ phải luyện Trần Mây đó.
chưa được sang vẽ tranh. Thì hiện tại là có 3 người mới đang học chuẩn mây, thì 3 anh em này sẽ học gối cả hai khóa liền, học nối khóa nọ sang khóa kia. Đấy, hôm nay anh em vừa mới đi vẽ đi vẽ tranh về cho anh em thực tế ở ngoài. Đây là bài của Luân, đây là bài của mình, đây là bài hướng dẫn. Đây là bài hướng dẫn phố của mình. Thực ra phố mình lâu lắm rồi mới lần này hướng dẫn mới vẽ, còn thực tế là mình cũng lâu lắm rồi mới vẽ phố. Cách đây khoảng tầm tính thời gian thì đây là bức phố đầu tiên sau tầm 5 năm, 5-6 năm gì đấy. Cái thời còn vẽ tranh cho Thái Học thì có vẽ, nhưng mà vẽ ít, 5-6 năm rồi đó. Đây là bức của mình hướng dẫn. Thế còn bài này thì của một bạn học khóa trước đến vẽ, nhưng mà chả hiểu sao thì vẽ được một tí này thì cũng không thấy đến, mà cũng không thấy nói gì cả. Đây là bài cuối cùng của cái video này. Thì sang bài sau là sang bài đồng quê đây. Ngày mai bắt đầu đồng quê. Thời điểm này nó đang buổi tối. Anh em chuẩn bị bóc bài để ngày mai sang bài đồng quê.